Gia đình Happy TV xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì gia đình Happy đang ở đây là phía trước đền thánh, ngay trà tại bên trong tòa thánh, nội ô tòa thánh Tây Ninh nha. Bây giờ cập nhật với cả nhà, đang phát trực tiếp nha. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 2023 nha. Bây giờ là bản cập nhật phát trực tiếp chuẩn Full HD ở kênh Happy TV nha. Và gia đình Happy TV sẽ tường thuật lại chuẩn 4K ở kênh Tuệ An Happy Family nha. Cả nhà có thể xem bản 4K ở bản tường thuật nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Trước mắt cả nhà đây là bửu tháp của Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Gia đình Happy TV đang phát trực tiếp nè. Toàn cảnh bửu tháp đang đại trùng tu. Đây là sau đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung thì tiếp tục đại trùng tu nha cả nhà. Bây giờ là một bản cập nhật vào ngày Chủ nhật. Hiện tại thì bửu tháp đã được dựng dàn giáo tre. Đây giáo tre quá trời luôn. Toàn cảnh xung quanh nè, cả nhà cùng xem nha. Giáo tre bự quá trời luôn nha. Sẵn dịp đang đi ngang đây, thấy bửu tháp của Đức Hộ Pháp đã được dựng giáo tre lên tới nóc rồi, nên gia đình Happy làm một cái bản cập nhật trực tiếp cho cả nhà, đồng thời xung quanh đền thánh vào ngày Chủ nhật nha. Ra sao có đông đúc hay không nha cả nhà. Hiện tại hồi nãy giờ thấy xe ra vào du khách rất là nhiều. Bây giờ phần 1 là quay toàn cảnh bửu tháp của Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Tới trên cao luôn, tới trên nóc luôn cả nhà cùng thấy nè. Bây giờ chỗ này hơi ngược nắng nè. Gia đình Happy sẽ đi một vòng cho cả nhà cùng xem nha. Toàn cảnh luôn. Đây là đại trùng tu để chuẩn bị cho 100 năm thành lập nha cả nhà. Đây phía trước có hai cái con này. Đẹp lắm nha, tinh xảo. Lân hay là sư lư hay là con... đẹp lắm nha. Gia đình biết, cả nhà biết là con gì có thể chia sẻ giùm nha. Đây một vòng cả nhà cùng xem nè. Đây là toàn cảnh bửu tháp được gắn dàn giáo tre nha. Mặt xung quanh 360 độ đều gắn đều hết nha cả nhà. Đại trùng tu chuẩn bị cho 100 năm thành lập nha cả nhà. Các hạng mục đại trùng tu gia đình Happy có cập nhật cách đây 2 ngày. Nhưng mà lúc đó bửu tháp này thì chưa có gắn và giáo tre lên full. Bây giờ là gắn lên full rồi nha cả nhà. Gia đình Happy đi ngang đây, xoay một vòng. Thấy lên tới nóc rồi nên chia sẻ với cả nhà nha. Ở đây có một con linh vật chỗ này nữa nha cả nhà. Đây, một góc bửu tháp. Phía sau lưng đây là cửa chánh môn được đại trùng tu hoàn thành cách đây gần một tháng trước nha cả nhà, trước ngày đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Bây giờ tới bửu tháp của Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Đây một góc nghiêng bên trái cho cả nhà cùng xem nha. Hoàn toàn là giáo tre, không sử dụng sắt nha cả nhà. Giáo tre toàn bộ đan lại và sử dụng dây thừng đen cột lại nha cả nhà. Cả nhà cùng thấy nè. Tức là các mối nối là sử dụng dây thừng đen cột lại, không sử dụng dàn giáo sắt mà hoàn toàn là giáo tre hết nha cả nhà. Đặc điểm ở trong thiết kế và cách sử dụng là giáo tre hoàn toàn nha cả nhà. Cả nhà có thể đánh Google lên tìm hiểu thì đền thánh hay là cửa chánh môn cũng sử dụng là bê tông cốt tre nha cả nhà. Theo nghiên cứu ghi chép lại là như vậy. Cả nhà cùng xem nha. Hoàn toàn là giáo tre hết. Chủ đề hôm nay, chủ đề chính là bửu tháp đang được đại trùng tu. Gia đình Happy đi ngang làm một bản cập nhật ngắn cho cả nhà về hiện trạng xung quanh tòa thánh ngày Chủ nhật nha. Xung quanh đây, khu vực này là khu vực cổng chánh môn nha cả nhà. Đây cổng chánh môn. Thì cổng chánh môn được đại trùng tu hoàn thành cách đây gần một tháng nha cả nhà, trước đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Còn đây là khu vực của bửu tháp của Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Ở đây giáo tre nè,
Wow, cái vòng tay của mình cầm không hết, bự bự bự. Đan lại bằng dây thừng đen nha cả nhà, đan lại bằng dây thừng đen. Xung quanh đây có nhiều con linh vật lắm, mà mỗi một khu vị trí thì con màu sắc khác nhau. Đây màu sắc khác nhau nha. Khám phá Tây Ninh qua màn ảnh nhỏ, cả nhà từ xa có thể xem được nếu mà chưa đi được Tây Ninh nha. Tất cả hình ảnh cả nhà đang xem là tại nội ô Tòa Thánh Tây Ninh nha. Đây phía sau, đây là mặt phía sau nha cả nhà, dựng dàn giáo tre toàn bộ luôn. Wow, đi lưu lại miếng chụp một tấm là để chia sẻ với cả nhà cùng xem nha. Wow, rồi ở đây chia nhỏ ra để mà đang nói lại cái vị trí để đứng cho các thợ làm công quả đứng, sẽ cưa nhỏ ra những cái đoạn để mà nối giữa hai thanh dài như cả nhà. Đây đây, hoàn toàn đâu là giáo tre hết nha, rất là dài nha cả nhà. Đây cây tre bự lắm, tre Việt Nam nổi tiếng, giúp ích cho mà đồng thời là biểu tượng của người Việt Nam nha, bất khuất, kiên cường. Tre hoàn toàn là giáo tre hết nha cả nhà, không sử dụng giáo sắt nha cả nhà, đan lại bằng sợi dây thần đen. Cả nhà cùng xem nè. Đây là bản cập nhật vào ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 10 nha cả nhà. Thì đến khi nào hoàn thành, gia đình Happy sẽ chia sẻ cập nhật với cả nhà thường xuyên và xuyên suốt. Bên đây được huy động chia ra, ở đây còn 2 cây, ở đây có 1 cây, là cây dài để một bên, cây bự để một bên và cây nhỏ để một bên cho dễ thiết kế với cả nhà. Đây nè, bên đây là cây hơi nhỏ hơn chút để một bên. Bên đây là cây siêu bự và siêu dài luôn, có những gốc này bự khủng khiếp. Này hai vòng tay trồng lại mới được, bự khủng khiếp. Đây là cây rất là dài luôn, cây này dài tầm 10 mét khoảng đó, gần 10 mét thì cả nhà. Còn mấy đoạn kia khoảng 2-3 mét à. Rất là nhiều giáo tre đan lại. Cái vị trí này là vị trí, cả nhà nhìn ra hướng thẳng đằng đó, có cái cây đại đồ cổ thụ hen, phía sau cái cây bồ đề đó là đền thánh tổ đình nha cả nhà. Gia đình Happy đang cập nhật với cả nhà. Đây là vị trí ngay chỗ của Đức Bủ Tháp của Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Ở đây nè, đang. Wow, giáo tre quá trời luôn. Bây giờ mình đi một vòng vô. Ở đây chia ra những cái đoạn ngắn để mà gắn những đoạn ngắn, còn cái đoạn mà thẳng đứng từ dưới đất, từ dưới đất mà thẳng đứng lên, cả nhà thấy nè, có những cây thẳng đứng từ dưới lên cần những độ cao cả chục mét, thì có những cái cây giáo tre dài này có độ cao cả chục mét luôn đó, dài tầm 10 mét, hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng dàn giáo sắt nha cả nhà, toàn là giáo tre hết luôn. Cả nhà thấy điểm đặc trưng khi mà vào tòa thánh, thấy các công trình tu sửa hoàn toàn là giáo tre hết. Và nổi tiếng là công trình đền thánh, mọi người hay truyền miệng nhau là bê tông cốt tre, không biết như thế nào nhưng mà nghe như vậy là quá xuất sắc nha cả nhà. Hoàn toàn là bê tông cốt tre, đó là mọi người truyền miệng nhau thôi, cả nhà có thể cập nhật thêm. Wow, đây đây, đang đại trùng tu nè, chỗ này là đang mở cửa để mà đưa dàn giáo vô cho cả nhà. Ê, ở đây có một con khỉ đang ngồi canh giữ luôn cả nhà, có tề thiên giữ luôn nha cả nhà ơi. Đây 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 nè, có một
khỉ đột. Nhưng mà nếu mà mọi người hay nói là Tề Thiên đang ngồi canh giữ nha cả nhà, nhìn nè, đang ngồi luôn. Wow, quay lưng lại đang ngồi đây là nhìn nè, đó đang bò qua đó. Wow, hoàn toàn là giáo tre hết. Ở đây có những đoạn đang làm dang dở nha cả nhà. Đây những cái đoạn nè, sẽ nói những cái đoạn ngắn vào nhau, còn cái đoạn dài á thì cái chân từ dưới đây chĩa lên. Đây là sợi dây cả nhà thấy nè, đây nè, đang bằng cái sợi dây thừng đen nha cả nhà, sợi dây thừng đen đây, hoàn toàn tự nhiên hết, không sử dụng gì vào bên dàn giáo sắt hay là đi, giống như là sử dụng vật liệu truyền thống từ thời xa xưa đến giờ truyền lại nha cả nhà. Dây thừng đen cột lại đan lại. Wow, mình đi một vòng cho cả nhà. Ở đây có con Tề Thiên nè đang canh giữ ở đây nè, mình né một miếng một bên nha cả nhà. Đây còn quá trời dây đang đan lại nè cả nhà. Đây đang để nè mà đan dây thần đen. Hầu như tất cả các công trình đại trùng tu đều sử dụng dàn giáo tre về hết nha cả nhà. Hân Ni lo chào bữa trưa bạn Hân Ni nha. Wow, đây nè mình thấy chữ nè, Đức Hộ Pháp, Bụ Tháp Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Ở đây có hộp biểu tượng đầu rồng. Bụ tháp này là hướng từ đền thánh hướng ra nha cả nhà. Ở đây cách cửa chánh môn tầm khoảng 30 mét à. Rồi, ở đây một vòng cho cả nhà cùng xem nha. Đây những dàn giáo tre này là giáo tre bự khổng lồ để đứng để dưới đất nha cả nhà. À, ở trong là bụ tháp của Đức Hộ Pháp nha. Ở đây hoàn toàn là sức người sử dụng giáo tre đang bằng dây thừng đen. Đó, một vòng review 360 độ cho cả nhà cùng xem nha. Xung quanh có biểu tượng con rồng quá trời. Rồi, gia đình Happy đang phát trực tiếp chuẩn Full HD nha. Nhưng nếu chất lượng 4G nó có bị không được rõ lắm thì cả nhà có thể xem tường thuật chuẩn 4K tại kênh Tuệ An Happy Family vào buổi chiều, buổi tối nha cả nhà. Xin cảm ơn rất nhiều. Đây, cả nhà đang thấy đó là dàn giáo tre đang đan lại để đại trùng tu chuẩn bị cho 100 năm thành lập tại Bụ Tháp Đức Hộ Pháp nha. Cái vị trí này là ở kế bên ngay chỗ đây, cả nhà cùng nhìn thấy nè, kế bên chỗ này là ngay chỗ cổng chánh môn nè cả nhà, cửa tam quan cổng chánh môn. Ở đây đó tầm 30 mét thôi, duy nhất chỉ có một cái bụ tháp ở đây thôi là của Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Rồi, hôm nay thấy dàn giáo tre lên tới đỉnh nóc rồi nên phát trực tiếp chia sẻ với bà con cô bác với các bạn gần xa, chuyên mục khám phá Tây Ninh cho cả nhà cùng biết luôn. Trước mắt cả nhà đây là bên trong nội ô tòa thánh Tây Ninh nha cả nhà. Nội ô tòa thánh Tây Ninh. Góc này ngược sáng nên nó thấy nó bị bóng tối nha cả nhà. Để mình đi cái góc thuận sáng cho cả nhà cùng thấy. Rồi, ở đây, đây góc thuận sáng nè cả nhà cùng thấy nè, rõ hơn nha. Đây góc thuận sáng.
phía trong có một con khỉ nha. Tề Thiên đang ngồi canh giữ ở trong nha cả nhà. Hồi nãy mình mới quay á, nơi linh thiêng. Lý do vì sao mà Tây Ninh được gọi là vùng đất thánh nha cả nhà là như vậy. Có rất là nhiều khỉ ở trong khu rừng xung quanh khu vực này nha cả nhà. Rồi, bây giờ đi một vòng xung quanh cho cả nhà xem. Vào ngày Chủ nhật rất là đông du khách đang tham quan, check in rồi các tỉnh thành ở phía trước đền thánh. Bây giờ rất đông nha cả nhà. Bây giờ mình đi lại đẳng cập nhật một vòng xung quanh đền thánh cho cả nhà nha. Phần 1 là chia sẻ về đại trùng tu Bửu Tháp của Đức Hộ Pháp nha cả nhà. Wow. Rồi, còn phần tiếp theo bonus là một vòng tòa thánh vào ngày Chủ nhật. Ở đây có cái hướng cả nhà cùng nhìn nè, là Đức Phật cưỡi ngựa lúc mà đi tìm đạo nha cả nhà. Đây là Đức Phật cưỡi ngựa. Bây giờ mây đen quá trời, là không biết mà hồi có mưa hay không nữa. Mình nè, cập nhật cho cả nhà, bây giờ phía trên là mây đen quá trời nè. Nhưng mà ở đây yên tâm, có khu vực đông khán đài với tây khán đài là không sợ mưa nắng nha. Vào đại lễ hội yến Diệu Trì Cung, khu vực đông khán đài với khu vực tây khán đài là nơi nghỉ ngơi lưu trú lại của rất là nhiều bà con cô bác miền Tây nha cả nhà. Bên kia là tây khán đài, bên đây là đông khán đài nha. Đây, để xe ở đây giờ chạy lại cập nhật đền thánh với cả nhà cùng xem nha. Bây giờ gia đình Tháp BTV đang chạy lại chỗ này là hướng về đền thánh nha cả nhà. Đền thánh được xây dựng là hướng ra cửa chánh môn, là hướng chánh tây nha cả nhà. Ở đây cập nhật phía bên phải là cả nhà thấy nè, là đông khán đài. Nơi đây là có thể trú tránh mưa nắng, đồng thời để coi đại lễ hàng năm của bà con cô bác khắp nơi nha cả nhà. Đây bên phải cả nhà thấy xe du khách quá trời, dưới bên trái ngay phía trước đền thánh rất là nhiều du khách luôn nha. Hôm nay là ngày Chủ nhật, rất là nhiều du khách luôn nha. Đây mình cập nhật một số biển số xe, ví dụ như là 61 nè, là Bình Dương, 51 là thành phố nha cả nhà. Ở đây có 51 là thành phố luôn, rồi 84 là miền Tây nha cả nhà. Đó, mình cập nhật một số cho cả nhà cùng xem nha. Đây, khu vực phía trước đền thánh bây giờ cũng có nhiều người đang mặc áo dài để mà chụp hình check in nha cả nhà. Ở đây du khách, đây cả nhà cùng thấy nè, phía trước có rất là nhiều người đang mặc áo dài để chụp hình check in. Đền thánh vừa mới đại trùng tu cách đây một tháng nha cả nhà, là mới vừa xong mà làm trong 3 tháng, rồi một tháng vừa rồi mới vừa xong thôi, để kịp đại lễ hội yến Diêu Trì Cung với cả nhà. Rồi đây, xe này số 51 nè, của thành phố nè. Xung quanh đây cả nhà thấy là du khách khắp mọi miền đất nước đang về đây chụp hình check in thứ bảy Chủ nhật, lúc nào cũng rất là đông nha cả nhà. Gia đình Tháp Bi đang phát trực tiếp là vào buổi trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 10 nha cả nhà. Phía trên đây là có một cái hạt trân châu đỏ buổi tối phát sáng nha cả nhà. Ở đây để mà trụ, để treo lá cờ nha cả nhà. Hướng này là hướng ra chỗ hồi nãy Bửu Tháp của Đức Hộ Pháp, hướng ra cửa chánh môn nha.
Này là hướng chánh tay nha cả nhà, hướng chánh tay. Quang cảnh phía trước đền thánh hay còn gọi là tổ đình, bên trong nội ô tòa thánh Tây Ninh, cả nhà cùng xem nha. Đây, đây là du khách, biển số thành phố cho cả nhà. Mặt chánh diện được sơn chỉnh trang màu mới lại rất đẹp nha cả nhà. Và đây du khách này chụp hình check in rất nhiều. Phía bên phải là nam phái, phía bên trái là nữ phái nha cả nhà. Ở đây một góc chia sẻ cả nhà cùng thấy nè, đang chụp hình check in. Đây là cái góc phía bên trái, góc bên nữ phái, đang chia sẻ với cả nhà nha. Rồi đây là cái view nhìn thẳng từ đền thánh tổ đình hướng ra phía bên phải, cả nhà thấy rất là nhiều xe du lịch, xe con. Biển số đây xe đó là số 51 nè, thành phố nè. Xe này 84 miền Tây nha cả nhà. Ở sau là số 61 Bình Dương. Rồi mình đi thử nữa số 51 của thành phố. Biển số thành phố nhiều lắm cả nhà. Từ thành phố đi về Tây Ninh chạy xe hơi tầm 2 tiếng rưỡi là xong. 100 cây số nha cả nhà. Thì rất là gần. Vừa đi du lịch núi Bà Đen, khu du lịch núi Bà Đen, và vừa đi du lịch tòa thánh Tây Ninh nha. Lưu ý là núi Bà Đen hiện đang có liên kết giữa Hà Nội và Tây Ninh. Trong những ngày này thì ai có hộ khẩu của Tây Ninh và Hà Nội thì sẽ được giảm giá vé cáp treo còn 200.000 nha cả nhà. Thì đó là thông báo dành cho Hà Nội nha cả nhà. Đây 71 Bến Tre. Wow, bây giờ nhiễu hộp rồi cả nhà ơi, nhiễu hộp rồi, phải lại lấy xe chạy lại trú mưa thôi. Nhiễu hộp mưa rồi, nhanh cả nhà ơi, chạy mưa. Mưa rồi, mưa rồi, đi trú mưa được cả nhà, chạy mưa. Chạy mưa cả nhà ơi, trời mưa. Bây giờ mình đi chạy mưa nè cả nhà. Mưa rồi, mưa rồi, đang mọi người đang chạy vô nè, đang dưới nền cả nhà cùng nhìn thấy nè. Đang mưa. À mới kịp chỗ này trú mưa nha cả nhà, đó mọi người đang trú mưa nè. Chạy mưa, đang chạy quay phim thì mưa ướt nhẹp rồi. Đang phát trực tiếp ta.
Happy TV, Happy TV. À, cái này kênh YouTube. Đây. Đây có gì đâu quay, tại sao quay ở ngoài. Rồi rồi, bây giờ đang quay với cả nhà đền thánh nhưng mà trời mưa quá trời nè cả nhà. Nên phải tạm trú vào chỗ Đông Thắng Đài nha. Rồi. Rồi, vừa rồi là bản cập nhật ngay chỗ Bửu Tháp của Đức Hộ Pháp vừa mới đại trùng tu và còn đang tiếp diễn nha. Khi nào hoàn thành mình sẽ cập nhật với cả nhà nha. Bây giờ trời mưa quá trời, mình sẽ trú mưa tại cái khu vực đây là Đông Khán Đài nha cả nhà. Đây đây, rất là nhiều người đang trú mưa nè. Lâu lâu có một hai con khỉ chạy ra khu vực đây ngồi và trò chuyện luôn cả nhà. Đây khu vực Đông Khán Đài nè, đây quay một vòng cho cả nhà cùng xem nè. À, thôi tạm dừng video phát trực tiếp nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn, mọi người, bà con cô bác gần xa ở video cập nhật tiếp theo nha. Nếu thấy hay dễ thương nhớ bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, bây giờ trời mưa rồi, tạm thời kết thúc video nha cả nhà. Hẹn gặp lại ở video cập nhật tiếp theo vào lúc tối và ngày hôm sau có gì mới lạ cập nhật liên tục cho cả nhà nha. Cả nhà nhớ bấm chuông để có những thông báo video mới sẽ hiện lên cho cả nhà sớm nhất nha. Xin cảm ơn rất nhiều, xin chào.